chắc lên rồi đó. Lên rồi, vậy mình bắt đầu nha. Ủa? Hả? Lên gì kỳ vậy? Anh không biết nữa. Bộ anh thích em hả? Có, anh thích mà. Vậy chắc anh chê em chưa đủ đô với anh đúng không? Vậy em cho anh lên thiệt luôn nha. Chắc người phải lên thiệt rồi đó. Vậy mình bắt đầu thiệt luôn nha. Lên gì kỳ vậy? Anh không biết. Không tin được. Nè, ông lại chơi cái trò bỏ thuốc mê trong nước cam cho ông Tùng uống nữa phải không? Mày khùng hả? Làm gì có. Tự nhiên nó đi chơi với con Thảo về xong lăn đùng cho nó xỉu. Thảo nào? Thì con Thảo đảm đang gì bạn bà đó. Bạn tôi? Ừ. Đảm đang cái đầu ông. Con Thảo bạn tôi là con Thảo dâm đảng. Hả? Trời đất ơi, hôm bữa ông Tùng xin số điện thoại tôi đã không cho rồi. Vậy mà vẫn cấm đầu vô hả? Ủa, làm sao? Con Thảo đó bình thường là một cô giáo dịu dàng, nết na, thước tha. Nhưng chỉ cần bước vô phòng thì nó trở thành một con quái thú bạo dâm. Trời ơi. Trai nào nó cũng hốt hết, thay bồ như thay áo. Thằng nào mà quen nó nha là đừng mong toàn mạng trở về. Có thằng á thì bị thoát dị địa điểm, thằng á thì bị chứng ám ảnh sợ phụ nữ luôn. Trời ghê vậy. Chưa hết, có đứa còn bị liệt dương luôn. Không biết ông Tùng nằm trong số nào nữa. Trời ơi, ghê quá vậy. Sao bà không nói tôi trước? Ông mắc cười quá à. Mấy người chú thuốc mê tôi để lấy số điện thoại rồi đi cua gái lén lút. Bây giờ hỏi tôi sao không nói trước cho mấy người biết. Mà nhìn tướng ông vậy á, chắc con bị nó quất liệt giường rồi đúng không? Gì? Không có, chưa có làm gì hết á. Tại vì tôi bảo vệ trinh tiết của tôi cho nên mới bị bà đánh te tua vậy nè. Gì? Hai người chưa làm gì hết? Chưa. Vô lý, đã về tới nhà nó, bước lên trên giường luôn mà nó không làm gì ông. Không thể nào. Thề luôn á, tôi thề á. Sao mà cứng quá vậy? Thì có cứng được đâu. Ủa, mày sao vậy? Ở dưới bị gì hả? Thì nãy nó tức quá, nó quất tao gái đâu tới giờ nè. Trời ơi, nó quất thẳng vô đó. Vậy còn gì là thằng nhỏ của mày nữa. Bác sĩ, tình hình của em sao rồi bác sĩ? Nè, cầm về uống đi. Vài bữa nữa hết. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Hết lên á. Là sao bác sĩ? Cái đó chỉ là thuốc giảm đau thôi. Thật sự á, tôi còn phát hiện một điều quan trọng hơn nữa. Điều gì vậy bác sĩ? Thằng nhỏ của cậu á, có nguy cơ không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Hả? Không, không thể nào như vậy được. Bác sĩ nó láo, bác sĩ nó láo. Không phải như vậy. Không có phải như vậy đúng không bác sĩ? Bác sĩ. Nè. Ai cho ông đem mấy thứ này vô nhà của tôi hả? Mày là bạn tốt của tao, cho nên ta sẽ tìm cách giúp cho mày. Giúp gì? Giúp cho thằng nhỏ của mày chào cờ trở lại. Ông ra nhà bằng cái gì vậy? Kê okay, lâu nhà. Lên thiệt hả? Lên thiệt hả? Thôi. Ê, 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 ê. Dừng ánh mắt lại tại đó. Tao sẽ thổi cho mày ra. Vậy. À, đó là lý do tại sao mà anh né tránh em đó hả? Đúng, tất cả là lỗi của anh. Anh đúng là không có đáng mặt đàn ông tí nào luôn á. Em đừng có nhắc tới chuyện đó nữa, quên chuyện đó đi. Cứ coi như hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Anh nói gì mà nghe được hả? Làm sao nó quên là quên được? Anh phải có trách nhiệm với cái thai của em. Là sao? Anh, cả anh thanh niên rồi mà thằng nhóc của anh còn thiếu nhi quá vậy. Nhỏ xíu xíu à, y chang thằng cháu của em. Hôm
đó anh có làm gì em đâu mà em nói em có bầu. Đúng rồi. Vậy là cái thai này không phải là của anh. Tại vì em biết cái súng của anh nó không thể nào đủ công lực để công phá được cái bức tường thành của em. Anh đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa. Anh có muốn nó như vậy đâu. Em biết rồi. Em không được cười. Em cười đi. Vậy là cũng không phải của anh Tùng. Là của ai? Sai nữa rồi hả? Vậy mày chọn người thương mày nhất đi. Vì thương mày nó sẽ hốt vỏ cho mày. Người thương mình nhất. Anh có thích em không? Ừ thì 3 năm nay công ty anh thích em mà. Nhưng mà em có đáp lại tình cảm của anh đâu. Vậy em có vài câu hỏi hỏi anh. Anh phải trả lời thật lòng với em nha. Ừ. Em hỏi đi. Anh hứa là anh trả lời thật lòng á. Buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty đêm hôm đó, anh có làm chuyện gì có lỗi với em không? Có không? Có. Có. Xin lỗi, anh định nói chuyện với em nhưng mà anh định chừng nào mới nói với em. Trời đất ơi, anh gây ra cái lỗi lầm như vậy mà nếu như em không hỏi là anh cũng định im re luôn hả? Tại sao anh đối xử với em như vậy? Không phải, anh xin lỗi em. Anh thiệt là lâu rồi anh không có được giải tỏa cái chuyện đó. Anh cũng bi bách lắm. Với lại lúc đó sao mà kìm lòng được. Xin lỗi em à. Anh hay lắm. Tại sao anh lựa cái lúc em say xỉn để làm? Lúc em tỉnh sao anh không dám làm đi? Thì say thì mới làm được. Xin lỗi, say anh nghĩ là em không biết gì anh mới làm được chứ. Đêm hôm đó anh làm mấy lần? 3 lần 7, 21. Cái gì? 21 lần? À, không phải. Anh nhầm á. Vào 3 ra 7. Anh nhớ rõ luôn á. Vào 3 ra 7. Hẹn gì có bầu là đúng rồi. Hả? Có bầu hả? Thôi anh được làm cha rồi đúng không Lan? Vui. Có bầu rồi. Ui, vui quá, tôi được làm cha rồi. Ba mẹ ơi, ông bà ơi, con được làm cha rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Đúng là chọn người yêu mình lúc nào cũng tốt nhất. Bây giờ anh phải đi tìm cô gái đó. Khoan đã. Hả? Cô gái nào? Ủa, em không nhớ gì hết hả? Cái đêm hôm đó đó em say rồi. Xong rồi anh cũng liều, anh tỏ tình với em. Rồi em lại không đồng ý. Xong rồi anh buồn lắm. Cái lúc đó anh đã tìm được người con gái quan trọng của đời mình. Tụi anh đã trao nhau những gì tinh túy nhất. Một đêm thật là mặn nồng. Cảm ơn em. Cảm ơn em lúc đó đã từ chối anh. Em mà đồng ý là anh không gặp được cô gái ấy rồi. Anh được làm cha rồi. Cảm ơn em. Anh đi làm cha của con anh rồi. Vì ai là cha của con em? Lan về hả Lan? Ờ. Ừ. Lan về cẩn thận nha. Không lẽ là ổng? Buổi tiệc công ty tối hôm đó anh có ở đây không? Trời, tôi là bảo vệ tôi phải có chứ. Tôi với anh có gặp riêng nhau không? Có luôn. Gặp sao? Bữa đó tôi lên phòng tôi gặp Lan, cái Lan cho tôi cái quý giá nhất trên người Lan luôn á. Đau quá. Không có mơ. Anh nói cái gì? Tôi cho anh luôn rồi hả? Ủa thiệt mà. Bữa đó Lan còn cởi ra nữa kìa. Lan bắt tôi đút vô mà nó chặt nứt cà đút không có được, đau gần chết luôn á. Mà ráng một hồi nó cũng lọt. Mà chung là cũng một hồi sau nó thích lắm.
Sao tụi tôi cho anh được chứ? Sao anh không cản tôi lại? Ui dạ, có cản rồi đó chứ. Mà tại vì bữa đó Lan nhiệt tình quá cái tôi buông xuôi luôn, để cho Lan muốn làm gì Lan làm luôn. Anh đúng là cái thằng khốn nạn biến thái mà. Cái là anh phải cản tôi lại cho bằng được chứ. Tại sao? Tại sao hả? Sao tự nhiên Lan nặng lời với tôi dữ vậy? Tại vì anh cướp đi cái quý giá của tôi mà. Tôi đâu có cướp đâu, bữa đó là Lan tự dâng hiến mà. Bây giờ nếu mà cảm thấy Lan hối hận, Lan không thích nữa, tôi móc ra tôi trả cho Lan, nó nằm trong quần tôi nè. Làm sao mà trả được, biến thái hả? Được, tôi móc ra tôi trả cho Lan luôn. Tôi cũng có sĩ diện của tôi. Công ty, tôi móc miệng bà ra nha. Tôi móc ra cho, tôi móc ra. Nhưng mà người nhìn lắm mà có móc. Nè. Hả? Cái nhẫn của tôi mà. Thì đó, bữa tôi lên phòng tôi định tắt đèn nè, gặp Lan chỉnh đang nằm trên đó đó. Rồi tôi định quay ra tôi đi, cái Lan kéo tôi lại, một hai không cho tôi đi. Cái tôi ngồi đó tôi tâm sự về cái hoàn cảnh gia đình tôi. Cái Lan thấy thương quá thì Lan móc chiếc nhẫn ra, Lan đút vô nè. Anh nói tôi bắt anh đút vô cái nhẫn đó hả? Có vô được đâu, đau gần chết luôn á. Đó tôi xỉn nên tôi không biết, tôi lấy lại á, không có cho nha. Ơi, mai mốt nói chuyện rõ ràng từ đầu giùm cái nha. Mai mốt cho hay không cũng nói rõ nha Lan. Tìm được cha của đứa bé là ai chưa? Chưa, mà đã vậy còn tuổi thân đó chị. Sao? Từ đó giờ em cứ tưởng là em có giá trong mắt cái đám đàn ông đó lắm. Ừ, mà thật sự đó không phải. Ôi, dù cho cái bọn đàn ông đáng ghét ngoài kia có không chấp nhận em á thì vẫn còn có chị bên cạnh em mà. Chị kệ em đi. Thôi nín đi đừng khóc nữa. Nín. Kệ em đi mà. Bây giờ mà chị kêu nín làm sao có tâm trạng mà nín được. Chị giỡn với em á, cái que thử thai đó phải của em đâu. Chị á. Ủa là sao? Là em không có bầu quá hả? Ừ, đúng rồi. Ủa, sao chị giỡn như vậy với em? Thật ra á, chị chỉ muốn cho em biết á là cuộc sống này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên em phải biết tự bảo vệ bản thân của mình, biết chưa? Còn cái bọn đàn ông ngoài kia á hả, tụi nó chỉ muốn thỏa mãn dục vọng thôi. Tụi nó không có quan tâm đến em là em phải chịu đựng những đau khổ và cực khổ gì hết trơn á. Chị xin lỗi đã lừa em, nhưng mà chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Em hiểu rồi. Chỉ có chị là thương em thôi, em biết mà. Vậy là chị giỡn thôi đúng không? Đúng. Ủa? Ừ? Nhưng mà chị nói cái que đó là của chị, là chị có bầu quá hả? Ước nguyện 28 năm cuộc đời của chị cuối cùng cũng trở thành sự thật. Người đàn ông đó đã tới quét dọn mạng nhện cho chị và lấp đầy những khoảng trống trong chị. Nhưng mà cái người đàn ông quét dọn mạng nhện đó là ai? Là anh nè. Hả? Cô gái mà anh nói tối hôm đó là chị em hả? Ừ. Nhưng mà làm sao mà chị có mặt trong bữa tiệc đó được? Thì làm sao mà em biết được. Tối đó em xỉn quất còng câu luôn mà. Xong rồi em mới nhờ chị lên chở em về. Nhờ vậy chị mới gặp được anh Sơn này nè. Hai ánh mắt chạm vào nhau, ngọn lửa trong anh đã bùng cháy. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng tim em. Hai tâm hồn cô đơn đồng điệu. Tối đó anh và em đã vào ba ra bảy. Đây là kết tinh tình yêu của tụi anh nè. Bây giờ em ở đây nha em dâu, anh đưa chị em đi khám thai. Đi thôi bà xã. Em dâu, trời ơi, cứ tưởng là nữ chính ngôn tình, giờ đâu chỉ là nữ phụ cô độc. Tôi lướt web nhớ thấy có chén cứ kính tới mì gõ thơm thơm ngon ngon, vui là chính và những điều hay ho. Make anh make em, chưa người yêu đang sầu lo.